Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, việc chăm sóc và phát triển vườn thuốc nam không chỉ đơn thuần là hoạt động nông nghiệp mà còn là nghĩa cử cao đẹp nhằm đền đáp công ơn của cố linh mục nhà nghiên cứu cha Peru Nguyễn Văn Tường. Cha đã dành cả cuộc đời mình để chăm sóc và phục vụ cộng đồng, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư, giúp họ tìm thấy hy vọng và sức mạnh trong lúc khó khăn nhất. Trong những ngày qua, các thầy thuốc, nhân viên của phòng khám đã không ngừng nỗ lực trong các hoạt động trồng cây, bón phân và tưới nước cho vườn thuốc nam. Họ hiểu rằng mỗi cây thuốc đều mang trong mình những giá trị quý báu, không chỉ là dược liệu, còn là biểu tượng của lòng tri ân và trách nhiệm đối với sức khỏe của bệnh nhân ung thư. Mỗi buổi sáng, những hàng cây xanh mướt lại được chăm sóc tỉ mỉ, từng cây thuốc quý, tất cả đều được lựa chọn kỹ lưỡng với hy vọng mang lại những sản phẩm tự nhiên tốt nhất cho bệnh nhân. Các thầy thuốc và nhân viên cùng nhau học hỏi kỹ thuật trồng trọt nhằm đảm bảo mỗi cây đều phát triển mạnh mẽ và cho năng suất cao. Bên cạnh việc trồng cây, công tác bón phân và tưới nước cũng được thực hiện đều đặn, sử dụng phân hữu cơ và tưới nước sạch. Đội ngũ làm vườn của phòng khám không chỉ giúp cây phát triển mà còn bảo vệ môi trường. Điều này phản ánh cam kết của phòng khám trong việc duy trì một hệ sinh thái bền vững, góp phần mang lại những sản phẩm an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân. Mỗi cây thuốc, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đều là minh chứng cho lòng tri ân đối với cố linh mục nhà nghiên cứu cha Peru Nguyễn Văn Tường. Việc chăm sóc vườn thuốc nam của phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của toàn thể nhân viên và tình nguyện viên. Họ không chỉ là những người làm vườn mà còn là những người giữ gìn và phát huy giá trị của cha Tường đã dày công vun đắp. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, vườn thuốc nam của phòng khám cha Tường yêu thương cho không và thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ xanh tươi mà còn mang lại hy vọng và sức mạnh cho những bệnh nhân ung thư. Đây chính là cách phòng khám thể hiện lòng biết ơn đối với công ơn của cố linh mục nhà nghiên cứu cha Peru Nguyễn Văn Tường, người đã dành cả cuộc đời chăm sóc và bảo vệ những người yếu đuối nhất trong xã hội. Những hành động này sẽ tiếp tục được phát huy nhằm giữ gìn và phát triển những giá trị tốt đẹp của cha Tường để lại cho cộng đồng. Xin trân trọng. Thì cái điều đầu tiên con nhắc nhở người nuôi và quý bệnh nhân, khi mình tới phòng khám, mình cố gắng mình đeo thẻ nha. Con cũng nhắc nhở nhiều lần cái vấn đề này rồi. Bởi vì sao nó quan trọng? Bởi vì đây là cái cách mà phòng khám quản lý bệnh nhân. Tại vì mình vào đây nhiều người, mà khi mà mình đông thì nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề trong cái phòng khám. Mà cái quan trọng nhất là các thầy thuốc và nhân viên cũng như quý bệnh nhân và người nuôi đồng hành cùng với nhau để làm sao đảm bảo được cái quy trình khám bệnh và cũng như là chất lượng của những cái sản phẩm ở trong đây, cái ví dụ như gạo nè, rồi trà thảo mộc nè, rồi nước nè. Ở đây thì tụi con đóng gói các loại trà thảo mộc dựa trên giấy phép cũng như là sản xuất nước cung cấp cho quý bệnh nhân, thì làm sao đảm bảo được tới tay của quý bệnh nhân là nó tốt nhất. Mà nếu như mà có một người nào đó xấu trà trộn vào đây, người ta muốn phá mình, người ta bỏ cái gì đó vào trong gói trà, gói thuốc mình, nhiều khi mình uống vô mình đau bụng, tiêu chảy hay gì đó, thì như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Do đó tụi con phải quản lý chặt chẽ người lạ mặt vào trong phòng khám của mình. Ví dụ như bệnh nhân mới vào thì tụi con cũng biết được ở đây là cô bác này mới tới, tụi con sẽ ưu tiên để nhận bệnh, làm hồ sơ thủ tục gì đó. Còn quý bệnh nhân nào đã ở đây điều trị một thời, hỗ trợ điều trị thời gian rồi thì là đã có thẻ đeo rồi. Tôi cũng nhìn ở đây là người nuôi, còn đây là bệnh nhân, thì phải đeo thẻ nha. Chứ mình có thẻ đeo mà mình không đeo, mình bỏ trong túi hoặc để quên ở nhà là không được. Lúc nào mình cũng phải có thẻ đeo.
Đó là cách mà đồng lòng với tụi con để làm sao quản lý phòng khám mình nó chặt chẽ. Tại vì đông người thì phức tạp nó xảy ra, nó cũng lớn, nên thành thử ra là con nhắc nhở cái đó. Với cái thứ hai con cũng muốn chia sẻ chung với quý bệnh nhân và người nuôi cũng như là quý cộng đồng mạng là thời gian vừa qua đó thì mọi hoạt động của phòng khám đó, thì mọi thứ nó diễn ra tốt đẹp suôn sẻ, là gạo, thuốc, các thứ, điện, đài, tất cả những cái chi phí đó là nhờ vào các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và các ân nhân đã đồng hành giúp phòng khám trong thời gian vừa qua. Thì con cũng xin đại diện cho phòng khám cũng như là quý bệnh nhân xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã đồng hành, đã theo dõi và đồng hành cùng với phòng khám và các bệnh nhân để giúp đỡ và tiếp sức cho tất cả mọi người. Con xin chân thành biết ơn. Thì tuần vừa rồi con cũng có tâm sự chia sẻ trên cộng đồng mạng, con không có nói ở đây bởi vì con không muốn làm cho cô bác lo lắng. Là về phần gạo thì con đã vận động được kinh phí, thì con có nói chuyện với cô bé với cô hai ở bên Úc cũng như là một số các cô bác mà đã đồng hành trước đó với phòng khám, thì lo được cái phần gạo trong tháng sắp tới này, là giờ trong đó còn lại bốn bao gạo. Thì cô Hạnh có kêu gạo thêm, có nghĩa là mình không thiếu ở cái tháng kế tiếp, là mình có gạo. Và tụi con chỉ bị hụt là hụt cái chi phí mà mình mua cái nguyên liệu đầu vào á của cái thảo dược thôi. Tại vì phòng khám của các thầy thì đã phục dựng xong hết rồi, mình cơ sở vật chất con thấy là nó quá tốt hơn hẳn so với lúc mà cha Phêrô Nguyễn Nhân Tường còn sống nữa. Hồi xưa cha cực khổ hơn rất nhiều, bây giờ thì cơ sở như vậy là con thấy là quá hạnh phúc cho quý bệnh nhân rồi. Nhưng cái vấn đề về thảo dược á là tụi con phải tự tìm nguồn, bởi vì tụi con không có dược thuốc để mà chăm sóc. Thì cái tháng tư vừa rồi đó, là cách đây 5 tháng rồi, thì một bác chủ vườn ngày trước cũng có làm việc với cha và đã nhã ý cho tụi con mượn lại cái miếng vườn đó để trồng thảo dược. Nhưng mà để trồng được thảo dược mà để có thể thu hoạch được á thì phải ít nhất là từ 1 năm rưỡi cho tới 2 năm thì cái cây đó nó mới đủ dưỡng chất, dược chất, thảo dược nó mới phục vụ cho bệnh nhân. Cho nên tụi con cũng đang trồng mỗi ngày, nó giống như là mình bỏ ống vậy đó. Bây giờ cô bác ở đây ngồi đây chứ không có thử cái đó được đâu. Tại vì tới 1 năm rưỡi tới 2 năm sau những bệnh nhân á mà vô sau á mới được hưởng nhờ cái đó. Còn bây giờ mình ở đây là tất cả mọi thứ con phải kiếm nguồn khác. Chủ yếu là con phải mua cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Tại vì phòng khám thì hôm rồi cô Xuân Nhu và các mạnh thường quân khác đã ủng hộ giúp cho cái phòng khám có được cái chỗ mà sản xuất trà thảo mộc và tới cái khâu đóng gói luôn. Nhưng mà mình phải có nguồn nguyên liệu nha. Ví dụ như mình có nguồn nguyên liệu đưa vào đó mình mới sản xuất ra thành phẩm được. Còn trước lúc mà chưa có máy đó, chưa có cái nhà sản xuất đó, thì tất cả phải mua tới thành phẩm luôn. Có nghĩa là mình nhập về là nhập về thành phẩm mình cấp cho bệnh nhân. Còn sau đó thì tụi con đã tự sản xuất được, nhưng mà giới hạn là không có nguồn nguyên liệu đầu vào. Những nguồn thuốc á thì tụi con mới phải mua. Ban đầu thì cái chi phí mua là một tháng như vậy là tốn khoảng gần hơn 90 triệu một tháng á, tiền thuốc không á. Mà sau khi có cái hệ thống nhà sấy thuốc thì cái chi phí của tháng rồi đó là tụi con tốn khoảng 40 mấy triệu thôi. Thì tụi con bị hụt cái kinh phí đó, tụi con xin không có được. Tại vì hôm rồi đó cô bác biết đó là tụi con phải xin cái kinh phí làm đường, cũng chưa, ban đầu cũng chưa tính là làm đường đâu. Tại vì cái kinh phí làm đường nó lớn quá, con không dám. Nhưng mà bác Thuận có lên tiếng, cũng như một số mạnh thường quân là nói là bây giờ tôi cũng có một ít, tôi muốn ủng hộ phòng khám để làm cái tuyến đường này. Tại vì đi ra đi vô thấy bệnh nhân đẩy xe lăn rồi đó, thấy tội nghiệp quá, đi không được, nó khó khăn á. Nên các bác đó cũng đồng hành với tụi con là
gom chung tay góp sức, người này một chút, người kia một chút, nhưng cũng kêu gọi các mạnh thường quân trên cộng đồng là đồng hành với các bác đó để vận động. Cho nên con cũng lên tiếng để vận động xong cái đường đi đó, là cái kinh phí là đã giao cho bên nhà thầu để họ tiến hành làm đường, thì giờ chỉ còn chờ tráng nhựa thôi để cho bớt mưa, xong nắng ráo hoàn toàn á, thì lúc đó mình trải nhựa lên là đường sẽ là đường nhựa láng. Thì vì sẽ xin kinh phí đó nên thành thử ra mình học cái kinh phí của phần xin cái chi phí để mà mua nguyên liệu đầu vào, nên hôm rồi con có lên tiếng con xin. Thì cho tới ngày hôm nay là con đã xin đủ cái kinh phí, con xin được 42 triệu. Có gì con sẽ đưa cái danh sách cho anh Thành để đọc tên cảm ơn trong thời gian tới. Cho nên hôm nay con cũng báo cho quý bệnh nhân biết để mình mừng và yên tâm trong cái tháng kế tiếp là mình có gạo, có thảo dược, mình không phải lo chuyện đó. Cho nên con cũng cảm ơn cô bác đã quan tâm theo dõi phòng khám trong thời gian vừa qua, cũng như đồng hành khi con kêu gọi cái kinh phí mà mua cái nguyên liệu để sản xuất trà. Thì hôm nay con đã xin đủ, con không có xin cái khoản đó nữa. Mà ví dụ như cô bác có muốn ủng hộ phòng khám thì con sẽ để chi phí đó cho những cái mục tiêu khác, ví dụ như tiền điện nè, hoặc là các chi phí như bịch ni lông, hoặc là kim châm, hoặc là những cái tiền gạo của những tháng kế tiếp. Bởi vì nó cứ xây dựng, ví dụ như tháng này hết là tới tháng kế hết là xin từ 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 vậy đó. Cho nên thì con cũng báo với các cô bác ở trên cộng đồng mạng hiểu là bữa nay con đã xin đủ, con đã xin được 42 triệu. Cái phần tiền mà đã xin để mà làm cái thuốc á, thuốc thảo dược. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa,
bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải gòng môi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng cha ơi có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thủ oan, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi chúng con phục chứng rồi, công tình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến
cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.